Hôm bữa thì nguyên series ốc móng tay, còn bữa nay là nguyên series sò huyết. Sò huyết mua về trước khi chế biến, chị sẽ ngâm 20 phút. Con này tôi thấy nó đỡ cát hơn mấy con nghêu sò lông, sò tổ. Sò huyết xào bơ bắp nguyên liệu rất là đơn giản, gồm có sò huyết, bơ bắp, tỏi, ớt với lại rau răm. Bắp là mình dùng bắp Mỹ, bây giờ mình sẽ tách hạt ra. Bạn nào muốn ăn nhiều thì dùng một trái, còn không thì nửa trái như tôi cũng được. Cách tách hột mà tôi thấy làm dễ nhất là tôi sẽ tách một hàng theo chiều dọc, xong rồi sẽ tách ngang lại thì nó sẽ đi được nguyên một hàng luôn. Nhà mình ai mà biết cách nào tách bắp nhanh hơn thì chỉ cho tôi với. Tôi thì chỉ biết làm cách này thôi à. Mọi người có để ý không, lúc tôi quay nguyên liệu chưa có thấy hũ bơ đâu hết. Mà sau khi tôi tách bắp xong tôi cũng chưa thấy hũ bơ đâu á. Hũ bơ mới mua về mà bỏ đâu mất tiêu rồi, não cá vàng dễ sợ. Món này bỏ tỏi nhiều nhiều cho ngon. Tôi sử dụng là 5 tép bự. Băm nhuyễn ra, ớt mình băm nhuyễn chung luôn. Bạn nào thích ăn cay á, thì xài 2-3-4 trái gì cũng được. Tôi thì ăn cay hơi hơi à, cho nên sử dụng một trái thôi ha. Nhưng mà bạn nào sử dụng nhiều ớt á, thì mình băm riêng đi để mình bỏ vô sau. Còn này tôi xài có 1 trái nên tôi băm chung luôn. Chứ mọi người xài mà chừng 4-5 trái mọi người băm bỏ chung lúc phi với tỏi á, là cái mùi nó hắt lên ách xì liên tục luôn á, nồng lắm. Rau răm nhà trồng ngon như nhà trồng. Lấy một ít mình đi sắc nhuyễn, còn phần còn lại thì để đó. Chút nữa mình sẽ ăn kèm với sò huyết để nó tăng vị ngon hơn. Khúc này tôi kiếm được hũ bơ, mừng quá quên nhấn máy quay luôn. Cho một muỗng bơ vô chảo, đợi cho bơ tan chảy hết thì mình sẽ cho phần tỏi ớt băm nhuyễn vô phi cho thơm. Tỏi ớt thơm vàng thì mình cho bắp vô mình xào. Bắp chín khoảng 40-50% thì mình sẽ cho sò huyết vô. Tôi thì tiêm thích ăn sò huyết chín. Một phần thì khi nó chín đỡ nhìn thấy máu sợ, với lại khi mà sò huyết chín thì dễ mở cái nắp hơn. Cho nên Trang sẽ xào sò huyết tầm 2 phút. Nêm gia vị vô đây luôn nha. Cho một muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng tương ớt, nửa muỗng nước mắm. Công thức này là nêm theo khẩu vị của Trang, mọi người gia giảm lại cho phù hợp với khẩu vị nhà mình. Mở lửa lớn đảo nhanh tay cho sò huyết chín đều. Cái chai tương ớt lúc này bất ổn ghê, nó sắp hết rồi á mọi người. Thông thường ở các quán ăn khi mà làm sò huyết xào me, xào bơ, xào tỏi thì người ta đều trụng sò huyết trước, xong rồi mới bỏ lên xào, kiểu như là để cho thấm sốt thôi chứ không có xào lâu như mình. Còn ở đây Trang bỏ sò huyết vô xào luôn chứ không có trụng trước. Thì do là sò huyết của mình nấu là sò huyết nhỏ thì mình nấu như vậy luôn. Chứ nếu sò huyết mà to như ngoài hàng quán á thì mọi người cũng nên trụng trước cho nó ngon nha. Sau khi cho nước mắm vô thì mình xào qua đảo lại vài cái nữa cho nó thấm đều gia vị. Rồi tắt bếp, cho thêm rau răm cắt nhuyễn vô rồi trộn đều. Rau răm tắt bếp mọi người hả bỏ vô, đừng có bỏ lúc nấu. Rau răm nó chín, nó cứng ngắt, nó khô, không có ngon. Phần còn lại thì đơn giản rồi, bây giờ mình xốt sò huyết ra dĩa rồi ăn thử coi có ngon không. Mà tới bước này rồi ngon không ngon gì cũng vô bụng. Mà tôi nghĩ là ngon á, nghe mùi là thấy thơm quá chừng nè. Cho thêm vài đọt rau răm lên trang trí. Để tôi tách thử một con cho mọi người coi. Sò huyết tôi nấu chín cho nên tách cũng dễ. Sò huyết tuy nhỏ nhưng mà rất là mập luôn. Mặc dù là tôi nấu chín mất, thịt nó teo bớt lại rồi mà nó còn lại nhóc luôn nè. Thôi lỡ rồi mình tách nhiều con luôn, coi như là tạo vốn trước. Chút nữa mình vừa tách vừa ăn. Con nào như con nấy, mập ú nô, nhìn thôi là đủ mà lem rồi. Theo như sự khảo sát của tôi với quy mô nhỏ thì đa phần mọi người thích ăn sò huyết nhưng mà ngại cái khúc mà tách vỏ này lắm. Ai cũng than là trầy tay tà đầu móng hết. Thì để khắc phục tình trạng này mọi người có thể nấu mà chín giống như tôi vậy nè. Khi mà sò huyết chín mình sẽ rất là dễ tách vỏ. Thậm chí nếu nấu chín hơn chút nữa là cái vỏ nó tự bung ra luôn.
Còn bạn nào mà chỉ thích ăn sầu huyết sống thôi, không có thích ăn sầu huyết chín quá, thì mình có thể mua cái tách vỏ. Bởi tôi có thấy hình như mấy chục cây à, cũng rẻ. Chứ đừng có gì tách vỏ khó mà bỏ qua món này. Sầu huyết á, nhiều dinh dưỡng, ăn rất là bổ luôn. Nói mà tôi tách hơn chục con rồi. Thôi mình tạm ngưng, ăn thử thôi, chịu hết nổi rồi. Mời mọi người nha, dù là muốn ăn sầu huyết trước, nhưng mà thôi, để thử miếng bắp coi cái vị của nó có vừa ăn không. Bắp Mỹ thì tự thân của nó cũng rất là thơm ngọt rồi, cộng với vị béo của bơ, rồi thêm gia vị mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm của tỏi the the của ớt. Bữa nay ớt là chính xác, chỉ hơi the the thôi, tôi bỏ ít quá, không nghe cay luôn. Sầu huyết thịt thơm ngọt, ngon muốn xỉu. Sầu huyết này mọi người nên ngâm nước trước để cho nó nhả cái vị mặn ra, chứ mọi người mua về nấu liền nấu là hay bị mặn lắm. Có một lần tôi đi ăn ở quán đó, ở Vũng Tàu á mọi người. Hình như Vũng Tàu không có chuyên sầu huyết sao, ra ngoài ăn mấy lần đều không ngon, hay tại tôi ăn không trúng quán. Thì cái sầu huyết đó người ta đem ra mọi người, ở bên ngoài á thì gia vị tôi thấy cũng ok sò me á, nhưng mà khi mà ăn bên trong ruột con sầu huyết thì nó rất là mặn luôn. Ăn một miếng sầu huyết, thêm một miếng bơ, rồi thêm lá rau răm thơm thơm cay cay nữa, hết bài luôn. Ý trời ơi, miếng ăn tới miệng còn không được ăn, xém rớt một cái hết hồn. Sầu huyết có giá trị dinh dưỡng rất cao. Nếu như mọi người đã ngán xào me, nướng mọi sốt thái, thì có thể thử làm sầu huyết xào bơ bắp nha. Lâu lâu đổi vị vậy mà coi chừng hợp với khẩu vị của mình. Món này làm lại đơn giản, nhanh gọn nữa. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhưng mà nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ, cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. Nếu yêu thích video thì cho Trang xin một like với một lượt chia sẻ. Còn bạn nào có góp ý hay là thắc mắc điều gì thì comment bên dưới nè. Món này ngon thiệt luôn á, nhớ làm ăn thử nha.